Chào các em học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau và tiếp tục thực hiện tiết dạy và học của mình. Trước khi vào bài mới, cô kiểm tra lại kiến thức của bài quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. Chúng ta bắt đầu nhé. Các em hãy đọc kỹ câu hỏi. Em hãy nêu nội dung cơ bản của các quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. Và các em suy nghĩ và trả lời cho cô câu hỏi này nhé. Rồi, cô sẽ trình bày lại cái nội dung cơ bản của quyền và nghĩa vụ lao động của công dân mà mình đã học ở tiết trước. Công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động của mình để học nghề, tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội. Công dân có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, góp phần duy trì và phát triển đất nước. Đó là cái nội dung của phần quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm thử một bài tập của bài quyền và nghĩa vụ lao động của công dân các em nhé. Rồi, câu hỏi như sau. Các em hãy xác định cho cô những hoạt động nào dưới đây thuộc quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. Chúng ta có từ câu A đến câu H. Thứ nhất là thuê mướn lao động làm trong các cơ sở sản xuất của mình. Câu B, mở các lớp dạy nghề. Câu C, thành lập doanh nghiệp, công ty. Câu D, sản xuất, buôn bán hàng giả. Câu E, tự làm kinh tế vườn. Câu G, đi làm trong các nhà máy, công ty của nhà nước hoặc tư nhân. Câu H, buôn bán chất ma túy, chất cháy, chất nổ. Giờ các em đọc kỹ từ câu A đến câu H và xác định cho cô những hoạt động nào thuộc quyền và nghĩa vụ lao động của công dân và những hoạt động nào không phải là quyền và lao động của công dân. Và chúng ta suy nghĩ cho kỹ để chúng ta xác định cho đúng các câu trả lời các em nhé. Rồi, như vậy thì cô nghĩ các em cũng đã có các câu trả lời cho mình rồi. Giờ chúng ta bắt đầu kiểm tra lại các cái đáp án của câu đúng nhé. Rồi, chúng ta có các câu A, B, C, E, G là những câu đúng. Tức là thuê mướn lao động làm trong các cơ sở sản xuất của mình, mở các lớp dạy nghề, thành lập doanh nghiệp, công ty, tự làm kinh tế vườn, đi làm trong các nhà máy, công ty, nhà nước hoặc tư nhân. Rồi đó là các câu đúng mà chúng ta đã chọn. Rồi cô cũng chúc mừng các em đã chọn được những đáp án đúng cho mình. Rồi chúng ta tiếp tục, mấy em quan sát giùm cô các cái bức hình sau đây và nhận xét cho cô nhé. Rồi chúng ta có 4 bức hình A, B, C, D. Rồi chúng ta quan sát những hình ảnh trong tranh có những cái hành động và việc làm gì. Chúng ta có 4 bức tranh. Bức tranh A là hình động của các học sinh chạy xe, gắn máy, hàng ba. Bức tranh B đó là hình ảnh của một tên cướp hoặc là trộm đang cướp lấy tài sản của người khác. Và câu C đây là hình ảnh buôn bán trên cái vỉa hè hay đường phố. Và câu D đây là hình ảnh của một em học sinh viết vẽ bậy lên tường. Vậy thì chúng ta nhận xét hành vi của 4 bức tranh này và việc làm của những người trong tranh là đúng hay là sai. Như cô nghĩ là chắc các em cũng đã chọn được các cái, nhận thấy được những cái hành động của các cái nhân vật trong tranh. Tất cả những hành động trong tranh đều là những cái hành vi học sinh vi phạm luật giao thông. Hành vi thứ hai là cướp giật tài sản gây nguy hiểm cho người khác. Hành vi thứ ba là hành vi lấn chiếm vỉa hè làm mất trật tự giao thông nơi công cộng.
Hành vi thứ năm, xin lỗi, hành vi thứ tư đó là hành vi viết vẽ bậy lên tường, đó là hành vi vi phạm kỷ luật của nhà trường. Thì chúng thấy qua bốn cái hình ảnh của các cái bức tranh này, đây đều là những hành vi sai phạm, và những hành vi sai phạm này thì đều phải chịu trách nhiệm pháp lý về những cái việc làm mình gây ra. Ví dụ như học sinh vi phạm luật an toàn giao thông hoặc là cướp giật tài sản của người khác đều bị coi là vi phạm pháp luật, và khi vi phạm pháp luật và thì phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi mình gây ra. Ở đây thì chúng ta tìm hiểu tiếp cái nội dung của bài 15, đó là bài vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân. Thì trong cái nội dung bài này thì chúng ta sẽ tìm hiểu các cái nội dung khái niệm về vi phạm pháp luật là gì, có những loại vi phạm pháp luật nào, trách nhiệm pháp lý là gì, và có những loại trách nhiệm pháp lý nào mà công dân phải chịu trách nhiệm pháp lý về những hành vi của mình. Thì chúng ta sẽ tiếp tục trong cái nội dung bài học của chúng ta hôm nay. Chúng ta đi vào phần 1 thì có các phần đặt vấn đề trong sách giáo khoa của các em. Các em hãy đọc các cái tình huống sau và trả lời cho cô các câu hỏi. Ở phần này cô cũng đã yêu cầu mấy em chuẩn bị trước ở nhà trong cái tiết trước mà cô đã hướng dẫn học về nhà cho các em. Thì chúng ta xem lại các tình huống của mình. Trong đây nó có 6 tình huống. Rồi chúng ta đọc kỹ và trả lời các câu hỏi của mình nha. Và chúng ta đọc bắt đầu từ câu 1. Đó là ông Ân xây nhà cao tầng, không có giấy phép, đem đổ phế thải xây dựng xuống cống thoát nước. Câu 2. Lê cùng hai bạn tham gia đua xe máy, vượt đèn đỏ, gây tai nạn giao thông. Thiếu tiền tiêu xài, N đã cướp giật dây chuyền, túi sách của người đi đường. Là bệnh nhân tâm thần, khi lên cơn đập phá tài sản của bệnh viện. 5. Bà Tư vay tiền của chị ba đã quá hạn, dây dưa không chịu trả nợ. 6. Anh Sa, công nhân công ty môi trường đô thị, khi chặt cành tỉa cây để phòng mưa bão, anh đã không đặt biển báo hiệu gây nguy hiểm theo quy định, hậu quả là một người đi đường bị thương do cành cây rơi xuống. Thì đó là chúng ta đọc các cái tình huống trong cái nội dung phần đặt vấn đề. Bây giờ qua các phần và tình huống thì các em trả lời cho cô các câu hỏi sau đây nhé. Mấy em nhìn lên bảng. Chúng ta có cái bảng thứ nhất. Thì trong bảng thứ nhất này cô chia ra có cột thứ nhất là các thứ tự các tình huống từ 1 đến 6. Cột thứ hai là các cái hành vi. Cột thứ ba là chủ ý thực hiện. Thì chúng ta lưu ý chỗ này nó có hai phần, tức là có chủ ý thực hiện hay không có chủ ý thực hiện. Và thứ tư đó là hậu quả do những hành vi mình gây ra. Thứ năm, và mấy em xem coi hành vi đó có vi phạm pháp luật không. Và chúng ta bắt đầu ha. Thì chúng ta xem coi trong cái hành vi thứ nhất, tức là ông Ân xây nhà cao tầng trái phép đổ phế thải, thì chúng ta thấy xem cái hành vi của ông ta có chủ ý thực hiện hay không, và hậu quả việc làm đó là gì. Thì mấy em xem hành vi xây nhà trái phép đổ phế thải thì hành vi đó là có chủ ý thực hiện, và hậu quả đó là tắc cống ngập nước. Hành vi này là có vi phạm pháp luật. Chúng ta xem hành vi thứ hai, đó là đua xe máy vượt đèn đỏ gây tai nạn giao thông. Thì ở đây hành vi này biết rằng là đua xe máy vượt đèn đỏ nó sẽ gây thiệt hại về tính mạng cũng như là tài sản của công dân, nhưng mà người ta vẫn làm, thì hành vi này là có chủ ý thực hiện và có vi phạm pháp luật, bởi vì nó gây hậu quả rất là nghiêm trọng, có thể là thiệt hại đến cái tính mạng của người khác. Chúng ta xem tiếp hành vi thứ ba, đó là cướp giật dây chuyền, túi xách của người đi đường. Thì mấy em thấy là hành vi này là hành vi có chủ ý thực hiện, tức là ở đây là
do là biết là cái hành vi cướp giật là vi phạm pháp luật, là gây hại nguy hiểm đến cái tính mạng của người khác cũng như là tổn thất về tài chính, nhưng mà họ vẫn làm, tức là họ có chủ ý thực hiện và hậu quả là làm cho tổn thất tài chính của người khác, thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, cho nên đây là hành vi vi phạm pháp luật. Và chúng ta xem hành vi thứ tư, đó là bệnh nhân tâm thần đập phá tài sản của nhà nước. Thì mấy em thấy là hậu quả khi đập phá tài sản thì đương nhiên hậu quả sẽ làm thiệt hại đến tài sản quý của nhà nước, và là do cái người này là bị tâm thần cho nên là họ không kiểm soát được hành vi của mình, cho nên ở đây chúng ta có thể chọn cái chỗ là không có chủ ý thực hiện và họ không phải chịu trách nhiệm vi phạm pháp luật về hành vi của họ, bởi vì do họ bị tâm thần, họ mất cái năng lực hành vi dân sự, không kiểm soát được hành vi của mình, cho nên là không có vi phạm pháp luật. Chúng ta tiếp hành vi thứ năm, đó là vay tiền dây dưa không trả, là do mình thiếu tiền cho nên mình vay mượn tiền người khác để chúng ta giải quyết những cái khó khăn trước mắt của mình, nhưng mà mình vay tiền mình dây dưa không trả không đúng hẹn thì nó làm thiệt hại đến cái tài chính của người khác, hay đó là tiền tổn thất của người khác, cho nên hành vi này là có chủ ý thực hiện và đồng thời là có vi phạm pháp luật. Chúng ta tiếp hành vi cuối cùng, đó là hành vi của anh Sa, chặt cành tỉa cây mà không đặt biển báo. Biết là không đặt biển báo sẽ gây nguy hiểm cho người khác, thậm chí làm cho người khác là bị thương, đó là hậu quả mà gây ra cho người khác, cho nên hành vi này là có chủ ý thực hiện và đồng thời là có vi phạm pháp luật. Thì chúng ta xác định được các cái hành vi và hậu quả của những cái việc làm mà do người khác gây ra, và chúng ta cũng biết được hành vi nào là có chủ ý và không có chủ ý, và nó có vi phạm pháp luật hay không. Như vậy thì những dấu hiệu nào để biết những hành vi vi phạm pháp luật thì chúng ta xem tiếp cái nội dung tiếp theo các em nhé. Chúng ta xem đây là những cái dấu hiệu để nhận biết những hành vi vi phạm pháp luật. Thì chúng ta xem coi trước khi mà chúng ta muốn biết người đó có vi phạm pháp luật không thì xem coi đó có phải là một hành vi cụ thể hay không. Hành vi cụ thể thì nó có gồm có hai cái việc làm, đó là hành động và không hành động. Ví dụ như khi chúng ta hành động, đó là chúng ta ăn trộm. Chúng ta ăn trộm tức là ăn cắp đồ của người khác, hoặc là kề dao vào cổ của người khác để mà cướp giật tài sản của người khác, thì hành động này là hành động mình đang hành động hành vi cụ thể của mình. Thứ hai là hành vi cụ thể, đây là chúng ta không hành động. Ví dụ như là thấy cái người bị tai nạn nhưng mà chúng ta không làm gì để giúp người khác. Ở đây thì cô cũng nói thêm ở cái phần mà không hành động này. Ví dụ như là khi chúng ta thấy người ta có cái đeo những cái nữ trang quý giá hoặc sử dụng những cái điện thoại di động đắt tiền, vì chúng ta nổi cái lòng tham, chúng ta muốn lấy. Nhưng khi chúng ta lấy, chúng ta sợ là gì? Là mình mang cái tội là cướp giật tài sản, cho nên là mình không làm. Như vậy thì chúng ta chỉ phạm tội, tức là có suy nghĩ phạm tội trong cái tư tưởng hành vi của mình thôi, thì chúng ta không vi phạm. Nhưng nếu chúng ta đem cái suy nghĩ đó ra chúng ta hành động thì chúng ta vi phạm pháp luật. Các em hiểu chỗ này không? Đây nhớ nghe, thí dụ như là vi phạm pháp luật trong tư tưởng, trong suy nghĩ của mình thì nó không phải là hành động cụ thể, thì nó không vi phạm pháp luật. Nhưng nếu chúng ta đem cái suy nghĩ đó, đem cái hành vi đó ra để chúng ta thực hiện thì coi như là chúng ta đã vi phạm pháp luật, đã có một hành động cụ thể. Rồi chúng ta tiếp nha. Rồi chúng ta xem tiếp. Thứ hai thì những dấu hiệu, những nhận biết hành vi đó có vi phạm pháp luật hay không, thì chúng ta xem coi đó có phải là một cái hành vi hay không, đó là cái hành vi đó có trái pháp luật hay không. Vì trái pháp luật là như thế nào thì mấy em nhớ là nó có ba cái nội dung như sau. Thứ nhất
Hành vi đó là hành vi trái pháp luật, là không thực hiện theo quy định của pháp luật, tức là không thực hiện theo những cái quy định của pháp luật đề ra. Ví dụ như là trẻ em là không được hút thuốc, uống rượu, đánh bạc hay là sử dụng chất kích thích, hoặc là trẻ em không được sử dụng văn hóa phẩm loại trì, hay là trẻ em dưới 16 tuổi không được điều khiển xe mô tô gắn máy. Nên là đó là những cái quy định của pháp luật mà mấy em không thực hiện được, thì mấy em thấy đó là một cái hành vi trái pháp luật. Cái thứ hai đó là thực hiện không đúng những điều mà pháp luật quy định, sử dụng quá quyền hạn, quá giới hạn cho phép. Phần này thì cô cũng ví dụ rõ để mấy em nắm. Ví dụ như mấy em đã học qua cái nội dung của cái bài quyền và nghĩa vụ trong công dân, và chúng ta cũng cứ tìm hiểu kỹ cái chỗ là gì, là hôn nhân theo quy định của pháp luật đó, thì hôn nhân là phải là gì, là một vợ một chồng. Vậy thì có nhiều cái những người họ không thực hiện đúng những điều pháp luật quy định đó, họ đã vi phạm cái chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Hoặc là có những, ở đây chúng ta là công dân đều biết rằng là khi mà chúng ta uống rượu mà điều khiển xe gắn máy là vi phạm quy định của pháp luật. Nhưng mà có nhiều người họ không thực hiện những điều mà pháp luật quy định, tức là họ biết rằng là việc đó vi phạm pháp luật, nhưng mà họ vẫn là gì, uống rượu xong họ điều khiển xe lạng lách trên các cái tuyến đường, thì đó là họ thực hiện không đúng những cái điều mà pháp luật quy định, là hành vi trái pháp luật. Hoặc là buôn bán hàng giả, hàng nhái, hay là lợi dụng chức vụ quyền hạn để mà nhận hối lộ, hoặc là làm tham ô tham nhũng, thì em thấy là đó là những hành vi trái pháp luật. Và chúng ta xem tiếp cái hành vi trái pháp luật thứ ba, đó là làm những điều mà pháp luật cấm. Ví dụ như pháp luật cấm là đánh bài mà sử dụng ma túy, hoặc là buôn bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, nhưng mà người ta vẫn thấy được cái lợi nhuận nó quá cao, cho nên là người ta vẫn là gì, thì là cố tình làm những cái việc điều trái pháp luật mà pháp luật đặc biệt cấm, đó là cấm đánh bạc, cấm buôn bán ma túy, hay là tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Hoặc là gì, là trong luật hôn nhân thì có cái việc là quy định cấm, đó là đánh đập hành hạ vợ con, hay gọi là bạo lực trong gia đình, hoặc là bóc lột sức lao động của trẻ em dưới 15 tuổi. Thì đó là những cái hành vi trái pháp luật ha, làm những điều mà pháp luật cấm. Chúng ta xem tiếp là những cái hành vi thứ ba. Chúng ta coi cái hành vi này là chúng ta biết là hành vi trái pháp luật rồi, nhưng mà cái thứ hai, cái hành vi thứ hai nữa đó, là hành vi này có lỗi hay không có lỗi, tức là lỗi cố ý hoặc là lỗi vô ý. Tức là chúng ta cố ý là cướp của giết người để có cái số tiền để chúng ta tiêu xài, chúng ta hưởng thụ cái nhu cầu cuộc sống của mình, chúng ta cố tình vi phạm pháp luật, thì hành vi đó là một hành vi trái pháp luật có lỗi. Ví dụ chúng ta vô ý là chúng ta là đụng phải người khác khi tham gia giao thông, hoặc là chúng ta vô ý làm cho người khác bị thương, thì tùy theo cái mức độ là nặng hay nhẹ để mà có những cái biện pháp là xử lý cho thích hợp. Rồi chúng ta xem tiếp dấu hiệu hành vi phạm tội đó có phải là cái người do cái năng lực, tức là đủ năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện hay không. Thì ở đây đủ năng lực trách nhiệm pháp lý, đây nó có hai khả năng xảy ra, tức là cái người đó có đủ khả năng nhận thức điều khiển hành vi của mình. Ví dụ như là gì, là uống rượu khi điều khiển xe, tức là bản thân mình đã biết hành vi đó là vi phạm nhưng mà chúng ta vẫn làm, thì chúng ta có đủ cái nhận thức để mà biết được hành vi đó là sai, nhưng mà ta vẫn cố tình chúng ta làm. Cái thứ hai là cái căn cứ vào cái độ tuổi, căn cứ vào cái độ tuổi, tức là cái độ tuổi là thường vi phạm pháp luật thì công dân đủ 18 tuổi trở lên, nếu vi phạm pháp luật thì phải chịu trách nhiệm pháp lý về những hành vi mình gây ra. Nhưng mà có trường hợp thứ hai, tức là quy định ví dụ như là trẻ em từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, xin lỗi, độ tuổi từ 16 đến dưới 18 tuổi, ví dụ như trong cái
cái quy định của luật an toàn giao thông, tức là quy định trẻ em từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi có quyền điều khiển xe gắn máy có dung tích xi lanh từ 50 trở xuống. Thì lúc đó là mấy em đủ tuổi để mấy em điều khiển xe gắn máy của mình. Cái thứ hai là trẻ em mà đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu mà chúng ta điều khiển xe, tức là tuổi này là mấy em chưa đủ tuổi để điều khiển xe, nhưng mà mấy em vẫn cố tình mấy em chạy, thì mấy em sẽ chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình, đó là xử phạt hành chính. Tức là tính theo cái độ tuổi đó thì mấy em sẽ xử phạt hành chính khi mấy em chưa đủ tuổi để điều khiển xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 15 tuổi, tức là cái độ tuổi của mấy em đó. Và trường hợp tiếp theo nữa đó là đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu mà vi phạm pháp luật về những hành vi mà do cố ý hoặc là phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thì phải chịu trách nhiệm về hành vi mình gây ra. Tức là căn cứ vào các cái độ tuổi đó mà có những cái mức xử phạt cho đúng với những hành vi và việc làm của mình. Hey, qua các cái phần này thì các em cũng đã nắm được, thứ nhất là những cái hành vi nào là hành vi cụ thể, những hành vi nào là hành vi trái pháp luật và có lỗi, và do những cái người đủ năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện. Như vậy thì qua cái phần dư phần này thì chúng ta có thể định nghĩa được thế nào là vi phạm pháp luật. Thì ở đây chúng ta thấy là các yếu tố để xác định vi phạm pháp luật, thì cái đây cô tổng kết lại ba cái nội dung khi nãy giờ cô đã hướng dẫn giảng cho mấy em. Nhất thì chúng ta xem cái đó có phải là một hành vi hay không. Hành vi này là hành động cụ thể hoặc không hành động, như khi nãy cô đã ví dụ và giải thích cho mấy em rất rõ. Thứ hai, hành vi đó có trái với quy định của pháp luật hay không, tức là không thực hiện quy định của pháp luật. Thứ hai là thực hiện không đúng những điều mà pháp luật đưa ra. Thứ ba là làm những điều mà pháp luật cấm. Và chúng ta xem tiếp là người thực hiện hành vi đó có lỗi cố ý hay lỗi vô ý. Và tiếp theo là người thực hiện hành vi đó phải là người có năng lực trách nhiệm pháp lý, tức là có khả năng nhận thức và điều khiển được hành vi của mình. Còn những trường hợp ví dụ như những người bị bệnh là tâm thần thì vi phạm pháp luật họ không phải chịu trách nhiệm, giống như khi nãy chúng ta đang thực hiện ở cái nội dung của cái phần là thứ tư đó, là bệnh nhân tâm thần mà đập phá đó là do không kiểm soát được hành vi, không có nhận thức được hành vi của mình, cho nên họ không phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi của mình gây ra. Và đó là các cái yếu tố để xác định những hành vi vi phạm pháp luật. Giờ qua phần này thì chúng ta có thể là rút ra được cái khái niệm thế nào là vi phạm pháp luật. Các em có thể định nghĩa cho cô thế nào là vi phạm pháp luật. Ở đây chúng ta định nghĩa về các cái vi phạm pháp luật là gì. Thì dựa vào các cái nội dung cô mới vừa giảng thì mấy em có thể là rút ra được cái khái niệm. Vi phạm pháp luật là hành vi, là hành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội khác được pháp luật bảo vệ. Chúng ta xem đây là cái khái niệm về vi phạm pháp luật rất rõ ràng và cụ thể mà nãy giờ cô đã hướng dẫn và giải thích cho các em. Vì qua cái phần này thì chúng ta xem coi là các cái loại vi phạm pháp luật, nó có mấy loại vi phạm pháp luật. Chúng ta xem tiếp trong sách giáo khoa và các em hãy trình bày cho cô là có mấy loại vi phạm pháp luật các em. Vậy chúng ta trình bày thì ở đây chúng ta có các loại vi phạm pháp luật sau đây. Thứ nhất là vi phạm pháp luật hình sự. Thứ hai là vi phạm pháp luật hành chính. Thứ ba là vi phạm pháp luật dân sự. Thứ tư là vi phạm pháp luật kỷ luật. Xin lỗi, vi phạm kỷ luật chứ không phải là vi phạm pháp luật mấy em. Vi phạm kỷ luật. Thế là bốn loại vi phạm pháp luật. À, chúng ta xem tiếp nha. Có thể ghi cho cô tiếp cái các loại vi phạm này. Mấy em ghi cho cái giáo khoa thì mấy em ghi cho cô là các loại vi phạm pháp luật. Mấy em ghi hai chấm, có bốn loại. Thứ nhất là vi phạm pháp luật hình sự, là tội phạm. Thứ hai là vi phạm pháp luật hành chính. Thứ ba là vi phạm pháp luật dân sự. Thứ tư là vi phạm pháp luật kỷ luật. Thì đây là bốn loại vi phạm pháp luật mà mấy em cần phải ghi vào đó.
Nhưng mà khi sau này cô kiểm tra, cô trả bài thì cô sẽ yêu cầu mấy em cao hơn, đó là mấy em xác định các cái loại vi phạm pháp luật là những loại nào và mấy em cho cô các cái ví dụ cụ thể. Và chúng ta tìm hiểu các cái loại vi phạm pháp luật và những cái ví dụ cụ thể qua các cái nội dung tiếp theo mà cô sẽ truyền tải cho mấy em các em nhé. Chúng ta sẽ tìm hiểu cái phần thứ nhất, đó là vi phạm pháp luật hình sự. Thì mấy em nhớ là vi phạm pháp luật hình sự còn gọi là tội phạm. Thì cô cũng giảng thêm, thì vi phạm pháp luật hình sự ở đây thì trong các loại vi phạm thì vi phạm pháp luật hình sự là vi phạm là xử phạt nghiêm khắc nhất, bộ luật xử phạt nghiêm khắc nhất đối với những ai mà làm trái quy định của nhà nước. Bởi vì mấy em dở sách giáo khoa ra thì mấy em trình bày cho cô khái niệm về vi phạm pháp luật là gì, vi phạm hình sự là gì. Thì mấy em thấy ở đây thì trình bày các cái vi phạm pháp luật hình sự còn gọi đây là tội phạm, là hành vi vi phạm pháp luật gây nguy hiểm cho xã hội, việc được quy định trong bộ luật hình sự. Thì giống như khi nãy cô nói đó, thì trong các loại vi phạm thì vi phạm pháp luật hình sự là trong những bộ luật nghiêm khắc nhất và tội nặng nhất, bởi vì nó gây nguy hiểm cho xã hội, được quy định trong bộ luật hình sự. Chúng ta thấy các cái hành vi vi phạm mà nó được ghép vào tội hình sự thì chúng ta thấy là có những cái ví dụ sau đây. Nhất là cố ý gây thương tích nặng cho người khác. Thứ hai là buôn ma túy. Thứ ba là giết người, cướp của hay cướp giật tài sản của người khác thì nó sẽ được quy vào cái trách nhiệm hình sự. Thì chúng ta xem ở đây có các cái ví dụ cụ thể. Nhìn thêm, vi phạm pháp luật hình sự, đây là tội phạm gây nguy hiểm cho xã hội. Thì đây là hình ảnh của một cái nhân vật gọi là tên Lê Văn Luyện. Đây là tên giết người cướp của tại hiệu vàng Ngọc Bích vào ngày 31 tháng 8 năm 2011 ở Bắc Giang và bị xử phạt 18 năm tù. Thì ở đây cô cũng lưu ý cho mấy em cái nhân vật Lê Văn Luyện này là chưa đủ, khi mà thực hiện hành vi của mình, đó là cướp của giết người đó, thì chưa đủ 18 tuổi. Chính vì là chưa đủ 18 tuổi cho nên là xét thấy cái hành vi này nó gây nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm cho xã hội, cho nên là khi mà tòa tuyên án xử phạt 18 năm tù chứ không xử tử hình. Bởi vì trong cái quy định của luật trẻ em đó thì không có xử tử hình đối với trẻ em. Và Lê Văn Luyện này khi mà thực hiện hành vi của mình thì em ấy chưa đủ 18 tuổi. Chúng ta xem tiếp nhé. Đây là cái hình ảnh của cái nhân vật Nguyễn Hải Dương. Chúng ta cũng đã nghe qua cái nhân vật này rồi. Thì đây là một cái tên là giết người cướp của, có chủ ý, tức là giết 6 mạng người ở Bình Phước cách đây là 3 năm. Hành vi của Nguyễn Hải Dương khi thực hiện như vậy thì nó có, tức là năm đó là anh ta được 24 tuổi cùng với 3 đồng bọn của mình để mà giúp đỡ tạo điều kiện cho thực hiện hành vi của mình. Và mấy em biết là cái kết của anh này là do là cái tội đặc biệt nghiêm trọng, cho nên là cuối cùng là xử tử hình đối với cái tên tội phạm Nguyễn Hải Dương này khi chết còn rất trẻ, chỉ 24 tuổi thôi mà. Thì đó là cái vi phạm pháp luật hình sự gây nguy hiểm cho xã hội. Và chúng ta tìm hiểu tiếp cái loại vi phạm thứ hai các em nhé, đó là vi phạm pháp luật hành chính. Vậy thì vi phạm pháp luật hành chính ở đây là gì? Thì chúng ta định nghĩa về cái vi phạm pháp luật hành chính. Đó là vi phạm pháp luật hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, mấy em lưu ý giùm cô ở chỗ này, đó là xâm phạm các quy tắc quản lý của nhà nước mà không phải là tội phạm. Nó là xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm. Thì chúng ta có các ví dụ sau đây. Ví dụ, nó là vi phạm về luật lệ an toàn giao thông. Ví dụ lái xe quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe, mô tô lấn chiếm vỉa hè, lòng lệ đường hoặc là để mà làm nơi buôn bán. Hoặc là vi phạm các cái quy tắc về ví dụ như là buôn bán hàng quá đát, quá hạn sử dụng, hoặc là xâm phạm đến các cái vấn đề là về cái trong cái kinh doanh thì coi như là xử phạt về cái
luật hành chánh. Để xem tiếp những cái hình ảnh để minh họa cho cái hành vi vi phạm pháp luật hành chánh. Nhưng mà trước khi vào phần này thì cô cũng lưu ý cho em một cái nội dung sau đây, và mấy em cũng xem kỹ phần này, bởi vì trong cái nội dung bài này có rất nhiều câu hỏi trắc nghiệm để mấy em làm, và mấy em cần phải nghe kỹ để mấy em xác định cho đúng các cái hành vi và việc làm trong cái cách trình bày của mình. Thì ở đây mấy em lưu ý, nhiều khi phân biệt giữa cái vi phạm pháp luật hành chính và hành vi vi phạm pháp luật hình sự chỉ khác nhau ở cái mức độ nguy hiểm của hành vi mà thôi. Thì mấy em thêm ví dụ như thế này, đó là hành vi trốn thuế. Ví dụ như chúng ta buôn bán, chúng ta kinh doanh thì chúng ta phải đóng thuế cho nhà nước. Nhưng mà chúng ta trốn thuế mà dưới 50 triệu đồng thì chúng ta chỉ là vi phạm pháp luật hành chính thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta trốn thuế trên 50 triệu đồng trở lên thì là vi phạm pháp luật hình sự. Cái thứ hai, hành vi cố ý gây thương tích cho người khác. Hành vi cố ý gây thương tích cho người khác mà tỷ lệ thương tật là dưới 11% thì ở đây chúng ta chỉ là xử lý vi phạm hành chánh mà thôi, tức là bồi thường thuốc men cho cái người bị thương, rồi là chúng ta có thể là thăm hỏi hoặc là xin lỗi đối với cái người mà đã gây thương tích cho người khác. Nhưng mà nếu mà cái tỷ lệ thương tật từ 11% trở lên là vi phạm pháp luật hình sự, tức là 11% trở lên làm tổn hao sức khỏe của cái người mà mình gây tai nạn cho người đó, đó từ 11% trở lên thì sẽ chuyển qua cái phần hình sự. Thì đó là chúng ta phân biệt giữa cái vi phạm pháp luật hành chính và vi phạm pháp luật hình sự. Hai phần này mấy em lưu ý kỹ dùm cô để khi mấy em làm bài để mấy em có cách là chọn cái đáp án đúng nhất cho mình. Rồi chúng ta xem tiếp cái hình ảnh cho minh họa cho vi phạm pháp luật hành chính. Tức là do thiếu ý thức của những người dân trong việc buôn bán, họ thường hay là lấn chiếm lòng lề đường, hoặc gì làm hàng quá chất lộn xộn gây ảnh hưởng xấu đến cái vệ sinh môi trường, thì đó là vi phạm pháp luật hành chánh. Hay là chúng ta thấy là các cái quy định trong cái pháp luật của nhà nước, ví dụ như quy định trong cái vấn đề là đăng ký dự thi. Ví dụ như là các cái cô hoa hậu đi thi dự thi hoa hậu, nhưng mà trong cái quy định đó là không được là sửa chữa hay là có những cái phẫu thuật chỉnh hình gì có thể. Nhưng mà nếu mình khai gian, khai không đúng sự thật thì khi họ phát hiện ra thì họ xử phạt hành chính đấy hành vi của mình. Hoặc là chúng ta buôn bán hàng quá đát hay là quá hạn sử dụng đó, khi quản lý thị trường đến kiểm tra đó thì có thể là xử phạt hành chính về cái hành vi của mình. Đó là quy xâm phạm các quy tắc quản lý của nhà nước. Rồi chúng ta tiếp tục ha, cũng là hành vi là cảnh đổ xe lấn chiếm lòng lề đường, thì đây cũng là vi phạm về vấn đề về an toàn giao thông, cho nên là xử phạt hành chính. Rồi chúng ta tiếp tục ha, cái loại vi phạm thứ ba đó là vi phạm pháp luật về dân sự. Thì đây vi phạm pháp luật về dân sự thì chúng ta định nghĩa như thế này: vi phạm pháp luật dân sự là hành vi vi phạm pháp luật xâm hại đến các quan hệ về tài sản, đó là quan hệ về sở hữu, quan hệ về chuyển dịch tài sản, hoặc là quan hệ pháp luật dân sự khác được pháp luật bảo vệ như quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp. Chúng ta thấy các cái ví dụ sau đây, đó là các hành vi như là tranh chấp đất đai, tranh chấp quyền thừa kế. Hay chúng ta xem, đó là quyền tác giả nè, hay là quyền thừa kế tài sản nè, hay là tranh chấp đất đai, ly hôn, hoặc là mượn tiền dây dưa không trả, hoặc là thực hiện không đúng những cái điều đã ký kết trong cái hợp đồng thuê nhà hay là hợp đồng gì giao hàng vân vân, thì nó sẽ gọi là cái vi phạm pháp luật về dân sự. Tức là những cái vi phạm này nó xảy ra trong cái quan hệ giữa nhân dân với nhau, nó là ta gọi là dân sự đó mày, nó là quan hệ về cái tới cái tài sản, cái quyền sở hữu chuyển dịch tài sản của công dân. Và chúng ta xem tiếp các cái nội dung vi phạm thứ tư, đó là vi phạm về kỷ luật. Thì vi phạm về kỷ luật ở đây là hành vi vi phạm pháp luật xâm hại đến các cái quan hệ lao động, công vụ của nhà nước, do pháp luật
lao động và pháp luật hành chính bảo vệ. Chúng ta xem các ví dụ sau đây. Có các cái ví dụ như học sinh đánh nhau ở trong lớp, hoặc là quay cớp trong kiểm tra thi cử, đi học muộn, hoặc là không thuộc bài, hoặc là đi làm nghỉ học mà, xin lỗi, mình đi làm mình nghỉ mà mình không viết đơn xin phép, hoặc là chúng ta không thực hiện đúng cái đồng phục của cơ quan xí nghiệp của mình, thì đó là những cái hành vi vi phạm kỷ luật. Thì chúng ta xem đây là những hành vi vi phạm về kỷ luật. Đó là học sinh cấp 3 đánh nhau trông rất là kinh khủng. Rồi là học sinh quay cóp tài liệu trong thi cử. Và thì đó là các loại vi phạm mà cô mới vừa trình bày cho các em. Nên chúng ta nhắc lại, chúng ta có 4 loại vi phạm pháp luật. Đó là vi phạm pháp luật hình sự, hành chính, vi phạm pháp luật dân sự, vi phạm pháp luật kỷ luật. Và cô cũng trình bày cho các em khái niệm và các loại vi phạm rồi. Vậy chúng ta xem các phần bài tập để chúng ta làm, để chúng ta củng cố lại cái nội dung phần này các em nhé. Chúng ta tiếp cái phần bài tập, chúng ta quan sát giùm cô các cái hình này và nhận xét những hành vi ở các bức ảnh sau thuộc loại vi phạm gì. Chúng ta có câu A là vi phạm hành chính, B là vi phạm dân sự, C là kỷ luật. Thì khi mấy em nhìn vào đây thì cũng đã biết là gì, anh này đã vi phạm cái loại vi phạm pháp luật nào rồi, đó là kỷ luật. Thì chúng ta xem tiếp hành vi tiếp theo, quan sát kỹ giùm cô cái hình ảnh sau đây. Đó là hình ảnh là Trương Văn Cam, hay còn gọi là Nam Cam. Thì mấy em xem cái hành vi của Nam Cam thuộc loại vi phạm pháp luật nào. Người ta đưa ra 4 loại, xin lỗi 3 loại. Đó là tổ chức đánh bạc, giết người và hối lộ. Thì đấy là 3 loại vi phạm này. Thì mấy em xem cái hành vi của Nam Cam thuộc loại vi phạm pháp luật gì. Chúng ta cũng biết chắc chắn là đây là cái hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, nó làm thiệt hại đến tài sản tính mạng của người dân, cho nên nó sẽ là gì? Vi phạm pháp luật hình sự. Và chúng ta xem tiếp hình ảnh tiếp theo nhé. Đây là hình ảnh là quán bia lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để làm nơi kinh doanh. Chúng thấy là hình ảnh này cũng rất là phổ biến ở Việt Nam của chúng ta. Thì những hành vi trên thì theo các em nó vi phạm pháp luật gì? Thì mấy em thấy là chắc chắn là vi phạm pháp luật hành chính rồi. Rồi chúng ta xem tiếp hình ảnh thứ tư tiếp theo ha. Mấy đây là hình ảnh có các em học sinh điều khiển các cái phương tiện giao thông. Thì mấy em xem coi hành vi này là vi phạm pháp luật gì? Thì chúng ta nhìn chúng ta biết là lái xe mà không đội nón bảo hiểm ha, thì chắc chắn là vi phạm pháp luật về hành chính. Thì đó là các cái hành vi vi phạm mà cô mới vừa trình bày cho mấy em về khái niệm, các loại vi khái niệm về vi phạm pháp luật, những dấu hiệu để nhận biết những hành vi vi phạm pháp luật là những dấu hiệu nào, và các cái khái niệm về phân loại các loại vi phạm pháp luật cũng đã hướng dẫn và giải thích cho mấy em rất kỹ. Các em chú ý nghe và ghi nhận lại, để khi sau này chúng ta làm bài kiểm tra một tiết hoặc là thi thì chúng ta trình bày cho đúng. Vì cái nội dung phần này là nằm trong cái phần mà ôn tập và thi. Cô sẽ cho bài rất là nhiều, đặc biệt là phần trắc nghiệm trong cái nội dung bài này. Thì mấy em chú ý cho kỹ cho cô nội dung bài này, và mấy em chuẩn bị cho cô ở tiết sau như thế này. Thứ nhất là mấy em học thuộc các khái niệm, và mấy em phân biệt cho kỹ các cái khái niệm về vi phạm pháp luật hình sự, hành chính, dân sự và kỷ luật. Rồi sau đó thì mấy em xem tiếp trong cái nội dung bài học của mình đó, mấy em xem và tìm hiểu cho cô trách nhiệm pháp lý là gì và có mấy loại trách nhiệm pháp lý. Mấy em đọc và tìm hiểu kỹ các phần tư liệu tham khảo trong sách giáo khoa, làm tiếp các cái bài tập 2, 3, 4 trong sách giáo khoa dùm cô. Thì cô cũng nhắc lại cái phần nội dung của bài này, mấy em chỉ ghi cho cô cái khái niệm về vi phạm pháp luật, và cái phần thứ hai là có 4 loại vi phạm pháp luật, đó là vi phạm pháp luật hình sự, hành chính, dân sự và kỷ luật. Mấy em ghi bao nhiêu đó là đủ cái nội dung bài học của mình rồi. Rồi, bài học của chúng ta đến đây là hết. Rồi, cô chào tạm biệt các em nhé. Rồi.